Thầy Mót đang cầm trên tay đó, tín hiệu đèn đã cảnh báo ha, sau vài giây nữa nó sẽ hú à. Thầy Mót đang cầm trên tay nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy đây là cái tính năng chống cướp nè, và có thể nhắc cho mình tắt máy ha. Có thể là nhiều khi mình quên tắt máy á, thì xe nó sẽ hú còi như thế này. Và khi mình cầm remote đi tới gần thì nó sẽ nhận dạng, mở khóa lại cho bạn ha. Bây giờ sẽ hướng dẫn cho anh, nếu mà trong trường hợp mà bị mất cái remote này á, mình không cần phải có remote, mình vẫn có thể khởi động xe được. Còn cách là bây giờ em sẽ tắt nguồn cái remote đi ha, coi như nó không nhận diện remote. Bây giờ anh không có mở xe được, anh không mở khóa xe được, thì remote anh nó đang ở chế độ đèn đỏ là coi như nó không nhận diện remote rồi. Cái remote này quăng lên thì ở trên cái mã số của cái remote á, anh mua xe mới lúc nào cũng có cái mã số nãy anh cấp cho em, cái mã số đó đó, nó gồm có 2, 4, 6, 8, 9 chữ số, em ghi ra giấy ở đây rồi. Cái mã số thường thường nó đi chung với remote đây nè. Đó. Rồi bây giờ mình không có sử dụng remote nữa. Mình sẽ nhập cái mã ID này vô để khởi động máy, khởi động xe tạm thời ha. Trong trường hợp mình bị mất remote thì bây giờ là đây là cái mã số ID của cái bộ khóa smart key này của mình. Cái số 0 đầu tiên á thì lát nữa mình nhập đây á, mình sẽ bỏ, mình không nhập. Đợi cho cái biểu tượng chìa khóa nó chớp trên quay. Mình đợi cho cái chìa khóa này nè, nó chớp một lần, sau đó mình sẽ nhập số 8. Rồi, cứ tiếp tục như vậy, cứ mỗi lần mình chờ cho nó chớp cái biểu tượng chìa khóa lên, mình sẽ nhập số tiếp theo. Và bây giờ mình sẽ làm chậm chậm ha, cho anh dễ hiểu. Rồi, bây giờ trong trường hợp xe mình bị mất remote, thì mình làm cách nào để khởi động cái xe, để khởi động cho mình chạy tạm thời ha. Cách là anh nhấn vào đây, anh đè giữ cái nút đề lâu nè. Tới khi nào trên bảng đồng hồ nó hiện á, hình biểu tượng chìa khóa nè, đó, nó chớp ha. Sau đó mình sẽ bấm là tiếp tục cái nữa để cho nó dừng lại. Rồi, chờ cho nó chớp một cái là tương ứng với số 0. Rồi, mình sẽ bấm số 8 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lần là tương ứng với số 8 trên mã số ID của khóa. Rồi, nó chớp cái nữa, bấm số 6 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi chớp là mình phải bấm liền nhanh, đừng để lâu quá là nó xóa, nó lỗi là mình phải làm lại đó. Số 0 mình bỏ nè, cho nó chớp cái. Số 0 thì mình không bấm. Rồi tới số 9 ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ nó chớp cái mình bấm số 7 nè, 7 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tới là số 4. 1, 2, 3, 4. Báo hiệu mình mở khóa nha. Rồi, mình nhập sai, mình như nãy là nhập chậm một nhịp. Giờ làm lại ha. Ấn đè giữ lâu cho chìa khóa nó hiện lên màn hình nè. Đó, biểu tượng chớp chớp nè ha. Còn mình bấm lại một lần nữa, nút đề luôn. Cho nó đứng im nè. Rồi chờ cho nó chớp một cái, tương ứng với số 0. Rồi, bấm số 8 nè, 8 lần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cho nó chớp cái, bấm số 6, 6 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, số 0 bỏ, không bấm số 0 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là ổ khóa nó sẽ kêu 2 tiếng tiếp ha, thì lúc đó là mình sử dụng cái chế độ mở khóa bình thường. Ở lúc này là mình có thể không cần remote, mình có thể khởi động máy bằng cái bằng cách là nhập cái mã ID trên cái thẻ của cái remote. Rồi.
trong cái trường hợp mà mất remote thì cái việc làm theo cái hướng dẫn nãy giờ là ok. Rồi bây giờ mình test thử cái tính năng chống cướp ha. Cái xe này đã gắn thiết bị chống cướp ha các bạn. Bây giờ mình thử đề máy ha, rồi sau đó cầm remote đi xa nha. Lên cầm remote đi ra khỏi xe nha. Cái xe này mạnh cái. Bây giờ mình sẽ nhờ một bạn cầm remote đi ra khỏi xe để test cái tính năng chống cướp trên cái xe AB2020 này nha. Đó, remote đang trên tay của bạn áo cam nha. Đó thì các bạn có thể thấy nếu mà xe không nhận dạng remote thì nó sẽ kêu như thế này ha. Đồng thời là cái ổ khóa mình đang mở nhưng mà không có đề máy được ha. Rồi. Cho tới khi nào mình cầm remote đi tới gần cái xe thì nó nhận diện remote nè, sẽ khởi động lại cho các bạn đề máy bình thường ha. Đó. Đó là cái tính năng của cái bộ thiết bị chống cướp được tích hợp trên remote này luôn ha. Mình chỉ cần sử dụng remote này thôi. Một chiếc xe của mình có hai chiếc remote này, khi gắn cái thiết bị chống cướp bên Hoàng Chí á, thì sẽ tích hợp cùng một lúc hai remote luôn ha. Mình sử dụng remote nào cũng được. Và nguyên lý hoạt động là khi các bạn cầm remote đi ra khỏi xe mà cái xe của mình đang trong trạng thái đang nổ máy như thế này ha, nó sẽ bắt đầu hú còi lên rồi tắt máy luôn. Đây mình sẽ đi ra khỏi cái xe một lần nữa. Remote đang cầm trên tay đó, tín hiệu đèn đã cảnh báo ha, sau vài giây nữa nó sẽ hú à. Remote đang cầm trên tay nha các bạn. Đó. Các bạn có thể thấy đây là cái tính năng chống cướp nè, và có thể nhắc cho mình tắt máy ha. Có thể là nhiều khi mình quên tắt máy á, thì xe nó sẽ hú còi như thế này. Và khi mình cầm remote đi tới gần thì nó sẽ nhận dạng mở khóa lại cho bạn ha. Đây là chiếc AB20 Black ha các bạn, Black 2020 ha, xe đời mới nhất của dòng Honda Black. Rồi anh em nào có nhu cầu thì hãy ghé Hoàng Chí Shop nha. Cảm ơn các bạn đã xem video.